ngã ba bông nơi một tiếng gà gáy năm huyện cùng nghe nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy hữu tình đây là nơi con sông mã tách nhánh nhánh chính xuôi xuống hướng hoàng hóa sầm sơn nhánh phụ tách ra thành con sông lèn ở khu vực quanh ngã ba bông xưa kia có nhiều đền đài miếu mạo ngày nay mới chỉ trùng tu tôn tạo được một phần ở khu vực hàn sơn hà trung phong mục hậu lộc với đền thờ đức ông danh tướng lê thọ vực thời lê trung hưng các đền thờ mẫu liễu hạnh đền cô bơ đền cô đôi đền cô tám đặc biệt đền cô bơ được xây dựng sát ngã ba bông tạo nên phong cảnh thật hữu tình trong tín ngưỡng dân gian việt nam cô bơ thoải được thờ ở nhiều nơi trong cả nước nhưng địa danh đền cô bơ xã hà sơn là nơi phát tích đệ nhất thượng thiên đệ nhị thượng ngàn đệ tam thoải phủ cô bơ thoải được miêu tả là người tài sắc vẹn toàn dù ai đi ngược về xuôi sông bao nhiêu nước thương người bấy nhiêu nhớ xưa tích cũ lê triều có cô bơ thoải mỹ miều thanh tân Đền Cô Bơ còn gọi là Cô Ba Bông, Cô Ba Thoải nằm ngay bên bờ tả, cạnh ngã ba sông thuộc đất Hà Trung, là địa danh nổi tiếng thu hút du khách đến dân hương vãn cảnh, thưởng thức các giá đồng, một trong những sinh hoạt tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt. Khoảng năm 1939-1940, đền Cô Bơ bị quân Nhật phá đổ. Khi đó, cụ Nguyễn Trọng Khanh, chủ nhang của đền lúc bấy giờ, đã bí mật cứu gỡ một số bài vị và pho tượng đem đi giấu. Sau đó, cụ xin cho lập ngôi đền mới ở khu bãi bồi, cách đền cũ khoảng 200 mét. Lúc đầu nơi đây chỉ toàn lau lác, nhưng nhờ sự cố gắng của cụ cùng với dân làng, ngôi đền đã được lập bằng tre nữa. Năm 1996, đền Cô Bơ được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Dân gian truyền rằng, đền Cô Bơ rất linh thiêng, nếu ai gặp khổ nạn chỉ cần nhất tâm khấn vái, cầu xin thì sẽ được cô phù hộ độ trì cứu giúp. Chính vì thế mà du khách thập phương thường tìm về dân lễ, dân hương, mong cầu cô ban cho sức khỏe, mọi điều hanh thông thuận lợi. Sự kia giao thương đi lại chủ yếu là đường thủy, vì thế tàu thuyền qua ngã ba sông, không có ai không dừng chân lên đền ba bông thắp hương, mong cô phù hộ. Ngày nay dù giao thông đường sông không còn giữ vai trò chính trong đời sống người dân, song cảnh đẹp mê đắm và sự linh thiêng của di tích đền ba bông như tiếng lành đồn xa vẫn hấp dẫn mời gọi du khách ghé thăm.